Vụ vận động viên tố huấn luyện viên ăn chặn tại tuyển thể dục dụng cụ quốc gia cho thôi việc 4 huấn luyện viên. Thông tin tới báo chí, Cục trưởng Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Hà Việt cho biết đã có văn bản báo cáo từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sau hơn một tháng xác minh kiểm tra những nội dung tố cáo của vận động viên Phạm Như Phương về những điều sai phạm ở đội thể dục dụng cụ quốc gia. Theo đó, các huấn luyện viên đã thừa nhận việc thu phần trăm tiền thưởng của các vận động viên. Phía Cục Thể dục Thể thao đưa ra kỷ luật bằng việc cho thôi công tác huấn luyện với hai huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thị Dương. Ngoài ra, Cục Thể dục Thể thao cũng đã có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị kiểm tra làm rõ vụ việc trong phạm vi thẩm quyền. Phía Cục Thể dục Thể thao cũng đã cho thôi công tác huấn luyện đối với huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy và huấn luyện viên Đỗ Thị Nhân Thương khi có sai phạm trong công tác quản lý chấm công ngày chủ nhật và ngày lễ, sai phạm trong việc lập ra các khoản phí trái phép. Như vậy, hiện tại đã cho 4 huấn luyện viên ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia thôi công tác huấn luyện.